Dạ, thiết bị tới quốc gia xin chào mọi người. Thì hôm nay thiết bị tới quốc gia xin giới thiệu đến mọi người một mẫu giường điện đang có tại thiết bị tới quốc gia. Thì đầu tiên xin giới thiệu đến mọi người là kích thước của nó, thời gian của nó là từ đây qua đây đó nó sẽ là 9 tấc, còn chiều dài của giường là 2m tính theo của y tế. Thì chất liệu khung sườn của giường thì được làm bằng chất liệu là thép sơn tĩnh điện. Thì dưới khung sườn á thì giường nó sẽ trang bị cho mình 4 bánh xe, thì thuận tiện cho mình trong việc đẩy tới lui di chuyển mình cần di chuyển. Và bên cạnh đó thì bốn bánh xe này nó kèm theo cho mình 4 khóa bánh để cho mình cố định lại, mình lúc mình để một chỗ thì để mình cố định lại. Còn phía hai thanh đầu giường này á thì nó được làm bằng nhựa ABS. Rồi tiếp theo á thì giường nó sẽ được trang bị cho mình thêm một cái, nó là nệm mốt. Thì nệm này nó được làm bằng lưới á, thì mình nằm trên này á thì nó sẽ thoáng mát. Kèm theo phụ kiện á thì nó sẽ làm cho mình một tay quay. Thì cái tay quay này ngoài trường hợp ví dụ như mình không còn sử dụng điện, ví dụ như trường hợp mình mất điện á thì mình có thể sử dụng cái tay quay này để mình quay dự trù. Còn tiếp theo á thì nó kèm cho mình nó là một cây truyền dịch, một cái bồn gội đầu và một cái van nóng xả. Và kèm theo đó thì mình sẽ còn kèm thêm cái là cái này bạn ạ. Bây giờ tiếp theo sẽ là phần hướng dẫn chức năng của giường. Dạ, và sau đây em sẽ là vào phần chức năng chính của giường. Thì giường trên mình sẽ điều khiển, thì trên mình điều khiển trên cái bàn phím này. Thì mình sẽ kết nối với nguồn điện 2.2. Ở đây giường thì nó có tất cả chức năng. Hàng đầu tiên nó sẽ là nghiêng trái nghiêng phải, nâng chân hạ chân, nâng đầu hạ đầu. Cái này là mình sẽ là nút bấm để mình tăng đưa bô đi lên xuống. Và hai cái nút này thì là hai nút tự động, có nghĩa là trong vòng 30 phút thì nó sẽ tự động nghiêng, hoặc tự động nghiêng trái, tự động nghiêng phải. Hoặc ở bên này thì nó sẽ là 45 phút thì nó sẽ tự động nghiêng trái, nghiêng phải. Còn cái nút này nghĩa là khi mà mình muốn biến cái giường này thành một cái ghế đi, mình ngồi mình ăn hoặc là ngồi mình xem tivi gì đó, thì mình sẽ bấm nút này, mình đè vô thì nó sẽ là biến cái giường này thành cái ghế. Còn nút reset này sẽ là reset cái giường về vị trí ban đầu giống như vậy. Và sau đây em sẽ thử chức năng nâng đầu ha. Rồi, khi mà đèn xanh như vậy thì bắt đầu giường nó đã sẵn sàng. Thì đầu tiên mình sẽ nâng lên. Đây là phần nâng đầu. Cái nâng đầu này thì mình có thể nâng lên khoảng 85 độ như vậy. Rồi, này là hạ đầu. Tiếp theo thì em sẽ sử dụng là nút nâng chân. Cái chân này thì mình sẽ được nâng ở khoảng góc 45 độ. Bây giờ em sẽ hạ chân xuống. Đây thì nó là chức năng hạ chân. Ở đây thì em sẽ test được chức năng là nghiêng trái ha. Giờ mình sẽ nghiêng trái trước.
đây là chức năng nghiêng trái, giờ tới chức năng nghiêng phải. Tiếp theo thì sẽ là chỉnh phần nâng hạ phần bô. Bây giờ mình sẽ nâng hạ phần bô. Cái này thì khi mình sử dụng bô thì mình bấm thì nó sẽ tự động đưa bô lên cho mình. Bây giờ đóng bô lại ha. Chức năng cuối cùng của nó là chức năng biến thành một cái ghế, thì mình đè vô đây nó sẽ tự động nâng hạ biến thành cho mình một cái ghế. Tiếp sau đây thì em xin hướng dẫn mọi người trường hợp ví dụ nhưng mà nhà mình bị cúp điện hoặc bị mất điện thì mình có thể sử dụng tay quay ha. Thì khi mà mình mất điện thì nó sẽ có các lỗ như vậy nè, thì mình mỗi chỗ thì nó sẽ có một cái nút đậy như vậy, thì mình mở nút đậy ra, chỉ cần gắn này vô đây. Cái này thì nó sẽ là nâng chân. Mình quay thì bắt đầu chân nó sẽ nâng lên. Cái này thì mình dùng cơ, mình không có dùng điện. Hạ chân. Thì cái tay quay này thì mình sử dụng cho tất cả các lỗ luôn, mình nghiêng trái nghiêng phải, nâng hạ phần bô với mà nâng hạ phần đầu thì mình đều sử dụng một tay quay này hết. Sau đây là tất cả những chức năng của giường điện bên cửa hàng thiết bị chế quần da. Cảm ơn mọi người đã xem clip.